nhang hãy về đồng làm lễ dân nhang, dâng lên tam bảo mười phương độ trì dân nhang biển điểm từ bi. Thập nhị tiên nàng bài sai, thập nhị tiên nàng khăn điều áo thắm, dịu dàng bước ra con nàng cả dâng bóng dâng hoa. Thiêu hương chúc thánh Hoàng Dương chính đạo toán xuất phân minh,
Tự ngã dân thị, tự ngã dân thính, thập phương nai đao đắc độc đắc tài, chứng nhân ái kính quốc đạo, dân cầu xứng công đèn sách thuận nghĩa ân âm. Hello. Nhân duyên tạo phá các sự nghiệp hạ. Thế ta vâng lệnh quốc chủ Nam Bang, nai đáo bản đàn, ban khen ban thưởng pháp sư, đã sao soạn sớ văn trình tường minh bạch kiến thiết khoa giáo hợp cách thắng duyên. Thế ban khen ban thưởng pháp văn cầm ca trúc thánh, cửa mẫu, được công phu tinh tiến. Thế khuôn phục cho các chư thanh đồng đệ tử được phân cung khang thái mệnh vị duyên trưởng. Từ nay trở đi, hóa hung vi cát cái họa vi tưởng. Nhà nhà lạc nghiệp an cư phúc cơ kiên cố thiện tâm tăng trưởng. Khuôn phục các chư thanh đồng đệ tử kiến tính minh tâm. Biết phép đình thần biết vai bốn phủ giữ chữ thủy chung như nhất loan giá phụng hành chức thánh dương đồng tư chất trang nghiêm. Phục nghênh thánh giá cho được. Kiến tính minh tâm để hội đồng chuẩn là thế. Ta vâng lệnh quốc chủ Nam Lang nai đáo điện đường. Phụng phủ cho các chư nhân chư gia dân tôn bản hạ. Được nhà nào lộc đấy quốc thái dân an phong điều vũ thuần quốc gia được vũ kỷ vũ trường. Xã tắc được thương cường thương thể nhà. Giang à, tóc phường vẫn nghe má tô phấn điểm xem cả tốt tươi hé miệng cười như trăm hoa đua nở nên tài tiên nữ bồng bồng lai vào tâu ra dòng dòng khoan thai. Bốn chú bà chính khí nghiêm trang lần dần phượng múa nhà.